Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, Thư viện Truyền cảm hứng phối hợp với câu lạc bộ đồng hành cùng sách xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Sống không hối tiếc, tuổi 20 yêu thương của tác giả Ken Honda. Vì sao chuyện tình cảm của bạn không được trọn vẹn? Phải làm sao để khắc phục? Đâu là yếu tố cản trở những cảm xúc tình yêu của bạn? Tình yêu là một món quà tuyệt vời mà Thượng Đế trao tặng. Khi bạn yêu và được yêu, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Hãy cảm nhận tình yêu mang lại cho ta cuộc sống phong phú tuyệt vời hơn như thế nào. Cho dù có phải kết thúc như một mối tình đơn phương hay đau khổ vì thất tình, thì sau này bạn cũng không phải hối hận gì. Không chỉ gói gọn trong tình yêu nam nữ đơn thuần, cuốn sách còn mở rộng ra đến ý nghĩa của hôn nhân, ý nghĩa của một người bạn đồng hành cùng ta chia sẻ suốt cuộc đời. Tác giả hy vọng sẽ mang lại cho bạn đọc những nhận thức thú vị và sau này khi nhớ lại tuổi trẻ của mình, chúng ta sẽ nở nụ cười mãn nguyện khi nghĩ về tình yêu và tự hào rằng tuổi đôi mươi của mình đã đẹp đẽ biết bao. Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng đón đọc.